các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bước sang bài số 3 của phần Kanji N5 và bài số 3 của phần Kanji N5 hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về cái gì thì chúng ta cùng nhau nhìn lên bảng nhá. Đó đều là những chữ Hán mà thể hiện các thứ trong tuần của à, tiếng Nhật đúng không nào mình đã đều quen với là à, nitio bị getio bị kayo bị siyo bị mokio bị bị doyo bị vân vân rồi đúng không nào thế thì ngày hôm nay những chữ hán đó sẽ được biểu hiện như thế nào trong tiếng Nhật thì chúng ta sẽ cùng nhau học nhá với chữ hán đầu tiên đó là chữ gì đây nhỉ đó là chữ Nhật wow chữ Nhật rất là nhiều những cái từ vựng của nó đúng không nào Nhật từ này không chỉ là chủ nhật mà là còn gì nhỉ còn nghĩa là trong uh, nhật bản này hay là nhật có nghĩa là ngày này có nghĩa là mặt trời có rất là nhiều nghĩa như vậy thế thì những cái từ chữ hán những cái từ vựng mà chúng ta đã gặp cho đến ngày hôm nay chúng ta có thể thấy ví dụ như là nhật bản này thứ mấy này hay là gì nhỉ ngày mùng 10 này rồi uh, tiếng nhật này hay là hàng ngày này hàng ngày bao nhiêu này gì nhỉ hay là thứ hai này rồi một ngày hay mùng 1 này rồi nhật ký này hay là chủ nhật này hay là hai ngày đúng không nào hai ngày thế thì cụ thể như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ cùng trước tiên là học về cách viết của nó đã nhé rồi cách viết các bạn cùng nhau nhìn lên bảng này hay về cách viết chúng ta cùng nhau nhìn lên bảng nhé đầu tiên đó là một nét hai nét ba nét bốn nét rồi, bốn nét. Nhật nghĩa là ngày, nghĩa là mặt trời thì cái thực ra cái hình này nó mô phỏng từ hình ông mặt trời đấy mọi người ạ. Chúng ta có hình ông mặt trời như thế này đúng không nào? À, ông mặt trời đây. Rồi, ông mặt trời nghe cười nhá. Rồi bây giờ gạch ngang ở giữa này chúng ta có hình ông mặt trời luôn đúng không nào? Thế nên là các bạn hãy nhớ nhá, chữ Hán này là mô phỏng của hình hình ông mặt trời như thế này nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về cách đọc của nó. Cách đọc thì chữ Nhật là một chữ có rất là nhiều cách đọc. Thực ra thì cái âm gốc của nó chỉ là chữ hi này thôi. Tuy nhiên thì nó sẽ có nhiều cách đọc mà bởi vì là nó có nhiều biến âm bi âm là bi là pi này hay ngoài ra cách đọc là ka hè nichi hay jitsu Được nhỉ? Hay thế thì à, những cái mà chúng ta sẽ cần phải học ngày hôm nay thì có rất là nhiều cái ví dụ như là thứ hai này chữ này đây chữ nhật đây rồi getio bị chữ này đọc là bi ne hay là chữ này thì lại có cả hai cái đọc cơ một là nichi chỗ này chỗ này thì đọc là nichi còn gì nhỉ? Còn đằng sau là vẫn là bi ne Nichiyo bị là chủ nhật đúng nào Hay là nam nhiêu bị ka là thứ mấy đúng nào Chữ bi này Tiếp theo à, Thế thì cách đọc là ca thì chúng ta có có gì nhỉ Có ví dụ mùng 1 này À chỗ này không không phải là mùng mùng 1 thì sẽ hơi đặc biệt một chút đó là gì nhỉ chi đúng là chỉ đọc là tachi đúng không Nhưng mà từ mùng 2 ví dụ chúng ta có gì nhỉ À, uh, Futsuka nhé ですね. Futsuka thì chỗ này sẽ đọc là Ka đúng không nào Từ này mình đã gặp khi mà mình học về số 2 Hay là mùng 10 là to tô", tô cả nhé ,ですね. tô cả. Rồi uh, Ngoài ra chỗ này có từ đọc là nichi Nhưng mà có cái đặc biệt một chút là chúng ta có từ ni Nihon nhé Nihon Hay là Nihongo Rồi Mai nichi Mai nichi hàng ngày Và sau này chúng ta sẽ gặp một cái từ đó Từ Nikki Nikki là gì nhỉ Nikki là Nikki là nhật ký, được nào? Nikki là nhật ký. Thế tiếp theo chúng ta có từ đọc là giết khi mà nó ghép với chữ Hàn khác. Chữ này đọc là he giết dự thì, cái từ này mình chưa cần học qua nhưng mà mình sẽ vẫn giới thiệu ở đây để các bạn biết nhá. Trở lại một chút cái từ này vừa nãy mình quên không nói đúng nào? Chữ này ha ha no hi là ngày của mẹ. Thì cái từ này bây giờ chúng ta chưa học cái từ vựng là ha ha no hi nhưng mà vẫn phải ghi vào đây để các bạn sẽ có một cái nhìn tổng quát về những cách đọc của âm Nhật đúng nào của cái chữ Nhật này. Hay Thế thì trên cái cơ sở là chúng ta đã cùng nhau nhìn qua về cách đọc như thế này rồi Thì bây giờ các bạn sẽ cùng nhau gì nhỉ? Cùng nhau luyện tập à, về cách đọc của nó đằng sau này nhá Thì um, các bạn đừng nhớ theo ngôn ngữ cư làm gì Hãy nhớ theo mình đã nói từ đầu rồi Chúng ta hãy nhớ theo từ vựng của nó Nhật Bản đọc là gì nhỉ? Chữ Nhật và chữ Bản đọc là chữ này là Ni à, Đằng sau chữ đằng sau mình chưa học đúng không? Chữ Bản mình chưa học nhưng mà mình cứ ghi ở đây nhé Đó là Ni hong. Rồi Thứ mấy? Chữ này là chữ Nam đúng không nào? nanyo right? nan chỉ chữ này đọc là nanyo bị right? À, bình thường thì chúng ta sẽ phải có cái những cái chữ hán mà chúng ta chưa học sẽ có cái furigana bên trên đúng không nào tuy nhiên chỗ này mình chưa ghi nên là các bạn hãy nhớ cho mình nhá rồi ngày mùng 10 sẽ đọc là tô cả đến ngày hôm nay chúng ta học được chữ này rồi đúng nào tô cả là mùng 10, số 10 học rồi chữ thập đúng nào tiếp theo chữ này thì bây giờ chưa biết đâu nhưng mình sẽ ghi vào đây chúng ta có từ này là hejitsu là ngày thường ngày thường đúng nào tiếp theo này Chúng ta có từ chữ này chưa biết đúng không nào? À, Nihongo, này. chữ này là Nihongo là tiếng gì nhỉ? Các bạn, mọi người ơi, Nihongo là gì đấy? Nihongo là tiếng Nhật phải không nào? Nihongo, nghe rồi nhá Tiếp theo nào, chữ này à, mặc dù chữ này chưa học nhưng mà chúng ta sẽ biết này Hằng ngày là gì nhỉ mọi người nhỉ? Chúng ta có từ hằng ngày là gì? Là, là Mainichi Đây tôi nói, mai -nichi", này. Mai nichi rồi, mai Mainichi Rồi, à, Tiếp theo chúng ta có từ ngày bao nhiêu Ngày bao nhiêu ví dụ ngày 12 là Jiu -ni, Nichi Chỗ này sẽ đọc là Nichi Đây là dấu cách nhé Để thêm số vào Đúng nào à, Cái từ này mình sẽ chưa cần nhớ đâu Sau này mình học trong một bài cây qua chúng ta có từ này Nichio dai cử Nichiyo dai cử là ở nhà làm mộc ngày chủ nhật đó. Thì cái này mình chưa uh, chưa cần học Nhưng mà các bạn uh, gọi là chỉ tham khảo qua đây cho mình nhé Tiếp theo thứ hai chúng ta đọc là gì nhỉ Tí nữa mình sẽ học chữ nguyệt này Thì mình sẽ biết chữ này đọc là giều です Nhưng mà thứ hai chúng ta vẫn biết chữ đằng sau chữ bị này này. Getsu yōbi ですね. Tiếp theo, ngày mùng 1 là gì nhỉ? Ngày mùng 1 là à ta chị Rồi. Và ngoài ra hôm trước mình cũng có nói là cái chữ này đúng không? Một ngày này, ngoài cách đọc là ngày mùng 1 thì nếu mà nó nó có ý nghĩa là một ngày thì chúng ta sẽ đọc là ichinichi. Ichinichi, chứ nhỉ? Chữ này thì chưa học nhưng mà sẽ ghi vào đây nhá, đó là nikki là, là nhật ký này. Rồi. Chủ nhật đọc là gì nhỉ mọi người nhỉ? Chủ nhật là gì đấy? Cùng là chữ nhật nhưng mà lại hai cách đọc khác nhau trong cùng một từ đúng nào? Đọc là bị Nichiobi bị Tiếp theo, ngày mùng 2 sẽ là gì nhỉ? Ngày mùng 2 là Futsuka Futsuka Ok chưa? Và tiếp theo cuối cùng chúng ta có từ ngày của mẹ là ha no Chưa biết từ haha đúng nào? ha no hi Nhưng đứng một mình sẽ đọc là hi như thế này Hi như này Wow, rất là nhiều đúng nào. Mọi người hãy cùng nhau à, đóng lại và nhìn vào trong sách chúng ta cùng nhau tự ôn lại, tự đọc lại một lần nữa nhé. Xem mình nhớ được bao nhiêu từ. Được chưa nào? Nhớ chưa? Ok và chúng ta sẽ bước sang chữ tiếp theo. Sau thứ chủ nhật chúng ta sẽ học gì nhỉ? Học từ chữ học đến thứ hai. Thứ hai được biểu hiện bằng chữ nguyệt. Chữ nguyệt À, nguyệt là trăng đúng nào nguyệt ngoài nghĩa là 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 thứ hai đấy à, nhưng mà nghĩa gốc của nó với cái chữ hán này sẽ có hai nghĩa một là trăng và hai nó nghĩa là thịt nữa mọi người ạ thịt tức là da thịt của chúng ta đấy nhá thì uh, trước tiên thì trong cái bài ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về ý nghĩa của chữ nguyệt này với ý nghĩa là ánh trăng ánh trăng như thế nào thì uh, trước tiên chúng ta sẽ gặp nó với trong, trong những cái từ vựng thứ nhận như sau thứ nhất là thứ hai thứ hai mặt trăng là đại diện cho thứ hai đúng không nào? Vừa nãy mặt trời đại diện cho chủ nhật thì bây giờ mặt trăng sẽ là đại diện cho thứ hai. Chúng ta có cách đọc là Getio bị đúng nào. Tiếp theo cái chữ nguyệt này Nguyệt này chúng ta sẽ còn gặp lại trong cái cách nói về tháng. À, các bạn đều biết đúng không? là trăng thì một tháng sẽ tròn, tròn một lần đúng không? Thế nên là người ta lấy chữ trăng này để biểu hiện cho cái cách đếm là đơn vị tháng đúng không? Ichigatsu, đọc là gatsu, ichigatsu, nigatsu, sangatsu, shigatsu đúng không? Tiếp theo cái chữ này nếu mà đứng một mình chúng ta sẽ có nghĩa là trăng, đọc là tsuki. Tsuki này thì trong sách giáo khoa của chúng ta chưa học cái từ tsuki này tuy nhiên thì mình sẽ giới thiệu trong bài ngày hôm nay để các bạn nhớ ánh trăng tsuki nhé. ,ですね. Tiếp theo này, tháng này đọc là gì? Tháng này trong từ vựng chúng ta có rồi Đây mới chỉ là giới thiệu thôi nhé Nên là các bạn chưa cần nhớ được Chúng ta chỉ cần nhớ xem là À hình dung xem là nó có những từ vựng nào Có chữ nguyệt này nhé Tháng mấy sẽ là Nangatsu <laughs> Hay là tháng sau là <laughs> Raigetsu Hay là đếm số tháng Ví dụ một tháng Bình thường tháng 1 sẽ là Ichigatsu <laughs> Bây giờ đếm là một tháng Thời gian là một tháng sẽ là Ikagetsu <laughs> Đó, thì về những cái biến âm, những cái kết dọc như thế thì nữa chúng ta sẽ quay trở lại ở phần đọc sau Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về cách viết nhá Cách viết của nó như sau Cho nên các bạn nhìn thấy có mấy nét thôi nhỉ? bốn nét thì đúng nào Đầu tiên nhá một nét hai nét Cong một chút đúng Đúng không nào? 3 nét 4 nét Được chưa? Rồi Thì thực ra cái chữ nguyệt này nó là mô phỏng của một ánh trăng Ánh trăng lưỡi liềm mọi người ạ bánh trăng non đấy, đó. Và nó hơi mềm mại như này đúng không? Chỗ này nó hơi mềm mại một chút. Và ngoài ra các bạn còn có thể hình dung như sau, cái cái chữ nguyệt này nhìn mọi người nhìn thấy giống cái gì? Giống cái thang đúng nào. Chúng ta gì nhỉ? Ngày xưa chú cuội hay là ai đấy, phải bắc thang để lên gì nhỉ? Lên lên cung trăng, đó. Bắc thang lên cung trăng thì đây mô phỏng mô phỏng hình cái thang lên cung trăng nhá. Mọi người nhớ chưa? Rồi, đó là chữ nguyệt của chúng ta nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại cái cách đọc của chữ nguyệt này nhá. Có những ví dụ gì nhỉ? Đầu tiên, à, đầu tiên là ánh trăng sẽ là tsuki, đứng một mình là tsuki phải không nào? Rồi thứ hai chúng ta có đọc có cách đọc là getsu sẽ đọc là getsu yobi. bị cái này mình học rồi phải không? Mọi người thấy chưa? Học rồi là thấy đơn giản rất là nhiều đúng không nào? Hay là tháng này sẽ là gì nhỉ? Tháng này là kongetsu. rồi đọc là getsu nhá. Tiếp theo tháng sau là gì nhỉ? Raigetsu đấy nha, dai, get. Và ngoài ra đếm theo đơn vị hàng tháng tức là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng chứ không phải tháng 1, tháng 2, tháng 3 nhá. Thì chúng ta sẽ đọc là K, xong rồi thêm chữ gì nhỉ? đọc là get ở đây. Ví dụ 1 tháng sẽ là ikagetsu, 2 tháng là nikagetsu. Được chưa? Tiếp theo, đọc là gác sự khi nào? Khi nó là tháng 1, tháng 2, tháng 3. Chúng ta học rất là nhiều rồi từ hôm mà chúng ta đã học cùng nhau ở những cái bài đếm số chúng ta có những cái gì nhỉ? 1 gatsu, 2 gatsu, 3 gatsu, 4 gatsu, vân vân đúng nào? Thế còn hỏi mấy tháng? À, hồi nhầm thôi. Tháng mấy sẽ là gì nhỉ? Tháng mấy là nan gatsu, nan gatsu. Được chưa? Hãy và bây giờ mình sẽ cùng quay trở lại những ví dụ vừa rồi để chúng ta sẽ cùng nhau học về học về cách đọc của nó nhá. Nào, xin mời mọi người cùng nhau đọc nào. Thứ nhất, thứ hai đọc là gì nhỉ? Thứ hai đọc là Getsuyobi Ok Getsuyobi Rồi Hay Tháng mấy sẽ là Cái gì đó Gatsu Gì nào Ánh trăng Chúng ta có ông trăng đấy Ông trăng sẽ là Tsuki Được chưa nào Tháng này là gì nhỉ Tháng này là Chữ này mình chưa biết Nhưng mà mình sẽ nhớ cho mình Chữ này đọc là Kong nhá Kong Getsu Được chưa nào Rồi mấy tháng à tháng mấy sẽ là gì nhỉ nan nan gì đây nan gatsu nhé nan gatsu tiếp theo tháng sau từ này chưa biết nhưng mà sẽ phiên âm vào đây cho mọi người nhé đồng lá rai gatsu nhé và đếm theo số lượng mấy tháng sẽ là ikka nan nan gatsu nan gatsu được chưa mọi người thấy dễ không chúng ta đã kết thúc xong chữ nguyệt rồi đấy nhật nguyệt chủ nhật là ông mặt trời thứ hai là mặt trăng thế còn thứ ba là gì nhỉ thứ ba là gì đấy thứ ba là chữ hỏa mọi người ạ à. lửa sẽ đại diện cho thứ ba nhá lửa sẽ đại diện cho thứ ba rồi mình sẽ gặp những cái chữ từ những cái từ vựng mà có chữ hỏa này như sau ví dụ thứ ba này hay là sau này mình sẽ gặp từ hỏa hoạn này rồi rồi à, pháo hoa này hay là lửa chúng ta có từ này là từ lửa đấy mọi người ạ à. lửa nhá thế thì đến ngày hôm nay thì có lẽ các bạn sẽ mới chỉ học được cái chữ từ có từ vựng là chữ chữ À, thứ ba này thôi còn những cái này mang tính chất là giới thiệu thêm nhá Hay. À, thế thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về cách viết của nó như sau cách viết của nó các bạn nhìn thấy nhá cũng là có bốn nét đúng không nào rồi một nét hai nét hai nét này trước xong đến ba nét bốn nét thế thì à, có rất là nhiều những cái cách hình dung về chữ này thực ra thì lửa này nó xuất phát từ hình ảnh những cái đốm lửa mọi người ạ à? những cái đốm lửa à, mọi người dựng mình thì không giỏi vẽ lắm đây là đốm lửa đúng không nào à, đấy người ta dựng củi lên xong rồi đây đây hai cái tia lửa đúng nào ngoài ra thì cũng có thể một cách nhớ như sau à, hồi còn học trung học hay học um, gọi là học trung học phổ thông cấp 3 các thứ đúng nào thì chúng ta hay có viết tắt một chữ cho chữ người như này đúng không thì sau này khi mà học trong chương trình chữ hán mình sẽ giới thiệu lại về chữ người này chữ nhân này nhưng mà Hôm nay mình sẽ lấy cái chữ người mà chúng ta thường hay viết tắt ở trong hồi học cấp 3 để giới thiệu, giải thích cho các bạn về chữ Hán này nhé. Đây là người đúng nào? Các bạn hình dung người hai tay cầm hai, hai bó bó đuốc, bó lửa đấy. Đó nhá, chữ Hán này như vậy nhá. Người hai tay cầm hai, hai bó lửa nhá. Được chưa nào? Hay và chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về cách đọc của nó này. Phần lớn thì nó sẽ có cách đọc là hi. Và ngoài ra trong trường hợp biến âm thì nó sẽ có cách đọc là bi nữa mọi người ạ. Được chưa nào? Hi sẽ là lửa, hanabi là pháo hoa, đúng là chỗ này vẫn có nghĩa là lửa nhá. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học cách đọc của nó là kayobi. Thứ ba là Kayobi Và sau này mình sẽ còn gặp lại từ này trong từ này là từ Kaji Vẫn đọc tổng đọc Ka đúng không nào Kaji là gì đấy? Kaji nghĩa là hỏa hoạn Đó, hỏa hoạn Hy vọng là các bạn sẽ không bị làm khó bởi những cái môn âm cơn nữa Bởi vì thông qua chúng ta sẽ học thông qua những cái từ vựng như vậy nhá Rồi các bạn sẽ cùng nhau ôn lại cho mình nhá Rồi, thứ nhất chúng ta có từ Kayobi Kayobi là thứ, thứ ba Nhớ nhất từ này cho mình nhá Tiếp theo là Kaji Kaji là gì nhỉ? Kaji là hỏa hỏa Sau này sẽ học Hanabi Sau này học nên các bạn đừng có lo lắng gì cả Cứ nhớ cho mình từ này thôi đã là được rồi nhá Hanabi Và ngoài ra chúng ta có từ Hi Hi là lửa thì đằng, đằng sau này vẫn là lửa đúng không nào? Nhớ nhá Hi nghĩa là lửa Hay là vừa nãy chúng ta học thêm một từ gì nhỉ? Từ uh, Tsuki là trăng đúng không nào? Đó, đó là chữ hỏa của chúng ta Thế đố mọi người biết thứ tư thì sẽ là cái gì đại diện đây nhỉ? Thứ tư là gì? Thứ tư là thủy chúng ta có từ gì nhỉ? Thứ tư đọc là gì nhỉ? Thứ tư đọc là CEO vị phải không nào? CEO vị, ok, thủy đây, đây, thủy đây, rồi Thế thì bây giờ mình sẽ có thứ tư sẽ đọc là CEO vị và nước mọi người ơi, nước là gì đấy? Nước học chưa nhỉ? Nước chúng ta có từ là từ mi dự, mi dự thì chính là cái từ này Và sau này mình sẽ còn học ví dụ như là suy độ hay là suy e, là bơi lội đúng nào chưa nào nhưng mà ngày hôm nay các bạn nhớ cho mình hai từ này thôi đã nhớ, nhớ thế này được rồi Thế thì về cách viết của nó Mọi người có thấy bị nhanh không? Nếu mà bị nhanh thì chúng ta có thể gì nhỉ? Dừng màn hình lại một chút để chúng ta ngẫm nghĩ nhé Chứ còn thực ra khi mà cái những cái bài giảng mình giảng trên như thế này thì à, Trước tiên là để cung cấp kiến thức đã Và mình sẽ cố gắng để giảng thật là chậm Để cho phù hợp với cái khả năng tiếp thu của mọi người nhé Hay, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về cách viết của nó này Cái viết chữ thủy này cũng có bốn nét thôi mọi người ạ Đầu tiên chúng ta sẽ có một nét sổ thẳng như thế này được chưa? Nét sổ thẳng Tiếp theo, búng nhìn như búng hai giọt nước ở xung quanh đúng nào Đó Đó là chữ thì của chúng ta nhé Sẽ nét sổ thẳng Thế bây giờ làm thế nào để nhớ được chữ này bây giờ nhỉ? Ừ, thế mình sẽ có một cách nhớ như sau nhé à, Trước tiên chúng ta sẽ coi như đây là một cái tấm gương đi một cái tấm kính, một cái tấm uh, tấm tấm kính trong đúng nào, kính trong. Thế bây giờ bên này giống như là cái mũi của mình. Giống hình cái mũi không? Mọi người giống hình cái mũi không? Mũi mình thì không được cao như thế này nhưng mà chúng ta hình hình dung đây là cái mũi đúng nào? mũi ngược lên đấy Thế bây giờ chúng ta tưởng tượng là chúng ta bắn nước vào đây Thế là nước nước vào chỗ kính này Thế là nó bắn ra ngoài Đó, chúng ta hình dung Chúng ta tưởng tượng trong đầu đây một tấm kính là mũi ở bên này Và bên kia nước nó bắn vào đúng không nào thì đây giờ thông qua những hình ảnh đó có thể là các bạn sẽ thấy nó hơi kỳ quặc một chút hay là hơi thú vị một chút nhưng mà chắc chắn nó sẽ giúp các bạn ấn tượng lại trong não của mình đấy. Nào bây giờ mọi người thử tưởng tượng và xem, nhắm mắt lại tưởng tượng chữ Hán này của chúng ta mà xem chữ mi dự này này. Đó, chữ mi dự nhá. Nào bên kia là một ở giữa là một tấm kính màu chắn đúng không nào? Và bên kia là mũi và bên kia là một bên còn lại là nước nó đang bắn vào. Đó, bắn vào xong nó lại dội ra đúng không nào? Hay. rồi, thế thì à, xong rồi về cách viết nhá Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về những cái ví dụ của nó về cách đọc Thế thì um, trước tiên chúng ta có từ nước Nước là mi Đứng một mình như này chúng ta sẽ đọc là mi dự Rồi, thế còn thứ, thứ mấy nhỉ? Thứ tư sẽ đọc là siêu bị Và một loạt khi mà nó ghép với những chữ hàn khác đều đọc là suy hết cho mình nhá Đây nhỉ? Suy, suy, suy đô, suy -e". Các bạn nhớ mình từ suy bị và từ mi dự hai từ này trước đã nhá được chưa nào? Hay, và chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại nào. Xin mời mọi người. Gì đây nhỉ? Đây là CEO vị. Ok, CEO vị. Tiếp theo là gì nhỉ? Mizu. Tiếp theo là gì nhỉ? Chữ này sau này sẽ học nhá. Sido. Ừ. Và Sie. si yeah. sido sí và ce, sí hay đó là thứ tư, thứ năm là gì bây giờ nhỉ? thứ năm sẽ là mộc, mộc nhá, thứ năm là mộc, mộc là gì? mộc là cây và chúng ta có thứ năm là mộc kio bị và cái cây sau này mình sẽ học cây là ki, đọc là ki nhá, có hai từ vựng này thôi. rồi thế thì trong chương trình N năm mình sẽ học đơn giản như vậy nhá chữ mộc này rồi chữ mộc này nào đầu tiên một nét trước nào một nét này hai nét này ba nét này bốn nét phần lớn những chữ hán trong chương trình n năm thì nó đều là mô phỏng của những hình ảnh đúng không nào thì các bạn tưởng tượng đây giống hình ảnh cái cây không đó cái cây này à, đây là chúng ta tưởng tượng đây là mặt đất đúng không nào cây này và bên dưới là gì nhỉ những cái rễ nó đâm xuống mặt đất đúng không nào những cái rễ nó đâm xuống mặt đất đấy còn trên này là cái cây nó mầm nó nhú lên đúng không nào mầm nhú lên đó là cái cây của chúng ta nhá mình vẽ nó không được đẹp lắm đúng không nào nhưng mà các bạn bây giờ chúng ta sẽ tập viết lại nhá nào một này hai này ba này bốn bốn nét của chúng ta như vậy là chúng ta đã được cái cây rồi và cái cây thổ đấy nó sẽ nó sẽ đại diện cho thứ năm nên là chúng ta trong cách đọc chúng ta một ví dụ từ ví dụ gì đấy nhỉ À đây, mokiyo bia thứ năm cách đọc là cử Ngoài ra sau này khi các bạn mà học lên N3, N2 các bạn sẽ còn gặp lại những cái từ vựng mà nó có cách đọc là boku Được nào hay là đứng một mình sẽ là ki, ki là cái cây nhá, cái cây, nhớ chưa nào? Ki là cái cây. Hay và chúng ta sẽ cùng nhau uh, luyện tập lại một chút nhá. Đây là gì nhỉ? Đây là thứ năm là gì nhỉ mọi người nhỉ? Là mokiyo bởi vì... một mokiyo vị vì... Tiếp theo cái cây sẽ là là ki rồi mấy cái này đơn giản quá được không nào hay mà chúng ta sẽ bước sang những chữ hán tiếp theo chữ hán tiếp theo là chữ kim và kim này là nói về uh, sắt là kim loại đúng không nào thực ra kim là mệnh kim của mình đấy mọi người ạ à. mệnh kim mọi người mệnh gì mọi người mệnh hỏa mệnh thổ mệnh thủy hay là mệnh mộc hay là mệnh gì đúng không nào thì uh, chia sẻ nhé uh, ok À, từ kim này thì về đường dài sau này chúng ta sẽ còn gặp rất là nhiều những cái từ vựng như thế này ví dụ như kin các cự này hay là genkin, chokin kin hay là chokin bakin komakai okane tuy nhiên ngày hôm nay thì các bạn bỏ qua những cái từ này cho mình cũng được đừng bao giờ tự làm khó mình sau này chúng ta học từ 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 lại cũng không sao hôm nay mình chỉ giới thiệu ra như thế này thôi nhá các bạn sẽ nhớ cho mình những cái từ vựng này này thứ sáu này hay là tiền này và ngoài ra đây có từ Komakai okane cũng là tiền nhớ chưa nào hay thế thì về cách viết của nó chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nhá ở trên có cái mái đúng nào? xong ở bên dưới này một hai ba bốn năm ok rồi cứ từ trên xuống dưới đúng không? Từ trái sang phải, từ trong ra ngoài. Đấy, ok chưa? Thì um, thực ra bây giờ mình dạy chót dạy rồi thì mình mới nhớ ra. Lẽ ra thì mình nên đổi ngược lại vị trí dạy chữ thổ ở đằng sau một chút. Tí nữa các bạn sẽ học chữ thổ như này này. Đây là chữ thổ của chúng ta nhá chữ thổ của chúng ta sẽ viết như này chữ thổ là thứ bảy á vì nó là thứ bảy nên mình sắp xếp sau cái thứ sáu thì tuy nhiên thì à, nếu mà chúng ta học được trước chữ thổ này mà để để giải thích cái chữ kim này thì sẽ, các bạn sẽ dễ nhớ rất là nhiều các bạn nhớ cho mình đây chữ thổ nhá tí nữa câu chuyện về chữ thổ thì đằng sau đó mình sẽ kể chuyện lại cho mọi người tuy nhiên các bạn nhớ cho mình chữ thổ các bạn thấy chữ thổ ở trong này không đấy trong cái mái nhà này đúng nào à, đây là đất thổ ở đất nhá thổ ở đất thì người ta giấu rất là nhiều gì nhỉ thêm ngay cái đây nhá giấu rất là nhiều gì nhỉ kim loại vàng bạc tiền của đó đây là kim loại vàng bạc tiền của sáng lấp lánh luôn đây này, này đó trôn đầy trong này các kho báu kim đó nhá thế thì các bạn sẽ có thể nhớ được luôn chữ này được chưa nhỉ trong cái mái nhà đúng không dưới đất này thì người ta trôn rất là nhiều nhiều kim loại nhiều tiền bạc tiền của của mình trong đó nhá đó là chữ kim này mọi người nhớ được không nhỉ nhớ được chưa nhớ là phải nhớ cho mình nhá hay và chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về cách đọc của nó nhá À, sau này thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều những cái từ này thì hầu hết những cái từ này đều đọc là âm 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 đọc của nó là kin hết thì ngày hôm nay chúng ta bỏ qua những cái từ này nó khó quá với các bạn khi mà mới bắt đầu học như thế này nên các bạn nhớ cho mình những cái từ đơn giản thôi nhá đầu tiên chúng ta có từ okane okane là gì nhỉ là money đúng là là tiền okane tiếp theo chúng ta có thứ mấy nhỉ thứ thứ sáu sẽ là kinyo bị chưa kinyo bị hai và chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nhá rồi, những cái từ khó thì không nhớ, chỉ cần nhớ cho mình từ này thôi. Đó là từ gì nhỉ? Kinyo bị vá okane. Kinyo bị okane. Có những từ này cứ để đầy đã, được chưa nào? Đừng có lo sợ gì cả, đừng có nhìn thấy nhiều chữ Hán mà sợ nhé Nhớ là phải học thật là thoải mái, vui vẻ cho mình, được chưa nào? Hay, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang chữ thổ. Thổ này có nghĩa là đất. Thứ bảy của chúng ta thì có đất sẽ là đại diện đúng nào? Thổ. Thổ thì có thứ bảy trong là gì nhỉ mọi người nhỉ? Đọc lá bị Và có một từ chữ Hán Từ vựng mà chúng ta đã học rồi Đó là từ Omiyage Omiyage Thì cái từ này nó mang cách đọc đặc biệt thôi Omiyage nghĩa là cái món quà khi mà chúng ta đi du lịch mua về cho người ở nhà đấy nhá Thế thì trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về cách viết của nó Vừa nay khi mà nói về chữ Kim thì mình cũng đã giới thiệu qua một chút về cách viết Nó rất là đơn giản đúng nào một nét này, hai nét này, ba nét thì bây giờ mình sẽ có một câu chuyện thú vị như thế này để các bạn sẽ nhớ được về chữ thổ này nhá Các bạn nhìn thấy bên trên này là dấu gì đây nhỉ? Dấu cộng là dấu dương đúng không nào? Thế bên dưới này là dấu gì đấy? Dấu trừ là dấu âm Thế bây giờ đất, đất là gì? Đất là nơi ngăn cách giữa giữa âm và dương Có đúng không mọi người? Đất là nơi ngăn cách giữa âm và dương Đó là chữ thổ của chúng ta Mọi người nhớ được cách viết chưa? Nhớ nhá cộng và trừ hai dấu cộng và hai à một dấu cộng và một dấu trừ ghép vào với nhau đất là nơi ngăn cách giữa âm và dương Thế thì về cách à cách, cách đọc của nó thì à, bình thường nếu mà đứng một mình như này chúng ta sẽ có có nghĩa là TSUCHI TSUCHI là đất, đất đai nhá. Thế còn do thì sẽ có gì nhỉ? Doyo bị và từ này thì không phải là odo gì mà là gì nhỉ? Omiyage thì đây là một cách đọc đặc biệt thì các bạn nhớ cho mình nhá. Omiyage chưa nào? Nhớ cái đọc như này thôi nhá. Hãy và bây giờ cùng nhau nhìn nốt. No". À cái chữ này thì bây giờ chúng ta dễ rồi đúng không nào? Doyo bị và omiyage Mọi người thấy chưa? Học chúng ta cứ chỉ việc lặp đi lặp lại, gặp đi gặp lại cái từ vựng đấy là được rồi nhá Hay, như vậy là các bạn đã học xong 7 chữ Hán mà nó đại diện cho 7 thứ của chúng ta rồi đấy Vậy các bạn có thể nhắc lại được không nhỉ? Chủ nhật thì đại diện bởi gì nhỉ? Bởi chữ nhật là mặt trời đúng không nào? Thứ hai thì đại diện bởi chữ nguyệt là ánh trăng Thứ ba thì đại diện bởi chữ hỏa là chữ À, là lửa là hỏa thứ tư là đại diện bởi nước là thủy đúng nào thứ năm là đại diện bởi bởi mộc là cây tiếp theo thứ sáu là đại diện bởi chữ kim mệnh kim của mình đấy nhá nhớ cô thanh là thứ sáu đúng nào cô thanh là thứ sáu trong nhà gì nhỉ trong nhà trồn đầy kho báu đầy kim loại đầy tiền đúng nào thứ bảy thì đại diện bởi chữ thổ là gì nhỉ là đất và đây và đây chính là những cái mà tổng hợp lại của chúng ta trong bảy chữ hán mà chúng ta vừa học đấy mọi người hay và cuối cùng thì mình sẽ cùng nhau làm phần bài tập nhá. Hay và chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài tập này nhá. Câu số 1 là gì nhỉ? Watashi wa Watashi wa Nihonjin desu. Tôi là người Nhật, đúng nào? Câu số 2 này, vẫn chữ Nhật này đọc như nào nhỉ? Kore wa Nihongo no hon desu ne. Cái quyển sách này đây là quyển sách tiếng Nhật. Câu số 3 này. Kyou wa Hôm nay sẽ đọc là kyo nhé. Kyo wa nan yo chữ nhật này sẽ không đọc là ni nữa mà đọc là nan yo bi desu ka. Hôm nay là thứ mấy vậy đúng nào? Kyo wa hôm nay là hôm nay là thứ gì đây nhỉ? Chữ thủy nào? Kyo wa bi desu ne. Kyo wa bi desu. Hôm nay là thứ thứ tư. Câu số bốn này, asatte wa nan yo bi desu ka. Câu này dễ rồi. Asatte wa bi desu. Rồi, nghĩa là gì nhỉ mọi người nhỉ? À, Bですね Ngày kia, à từ ngày kia đó, Ngày kia là thứ mấy ngày kia là thứ, thứ năm được chưa nào? Tiếp nhá. Bài hôm nay chỉ ôn về thứ thôi đúng không nào? Dung mo di ba nan yo bi kara Nan yo made bì kara Thứ hai là bì kara des, des, né? À, thế câu này nghĩa là gì nhỉ? Dũng Mori là gì đây? Là Dũng Mori đúng không à. nào? Công ty Dũng Mori đấy thì làm việc từ thứ mấy cho đến thứ mấy? Từ thứ hai đến thứ sáu. Câu số 6 này. Thứ uh, gì nhỉ? Chữ thổ đọc là, cái gì nhỉ mọi người nhỉ? Thứ bảy đây. Doyo bị nè. Doyo bị tốt. bị nè. Nichiyo bị vã. Yasumi là gì nhỉ? Thứ bảy và chủ nhật sẽ là ngày nghỉ. Câu số 7 này. 今週の水曜日ですね。今週の水曜日、日本へ行きます。あ、ばあ、トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥン、ない、て、トゥイセデン、で、ニャット。こそ、タン、ない。あ、ぬく、な。水、ですね。水を飲みますね。水を飲みます。ら、うん、ぬく。こそ、チー、ない。ははに、お金。そう、お金。お、もらいました。ら、トゥイだ。 nhận được gì nhỉ? Tiền từ mẹ đúng không? Được mẹ cho tiền đấy. Câu số 10 này. betonamuno no nó no gì nhỉ? Omiyage. Từ này sẽ đọc là mi ne. Omiyage cái đọc đặc biệt của từ thổ này đúng không? Omiyage ở master tôi đã nhận được hay được cho cái gì nhỉ? Món quà ở Việt Nam, món quà của Việt Nam nhá. Món quà đi du lịch người ta cầm về cho ấy nhá. Hay Thế nào hôm nay mọi người có làm đúng hết tất cả những cái câu trong à, 10 câu này không? Hy vọng là mọi người làm đúng hết nhá Và cũng hy vọng là đến bài số 3 ngày hôm nay thì các bạn đã quen với cách học chữ Hán cùng với mình rồi Các bạn nhớ này à, Đó là gì nhỉ? Với mỗi bài chữ Hán thì các bạn đừng có cố gắng học âm ôn cư làm gì mà các bạn hãy nhớ theo những cái ví dụ từ vựng Mà nó chỉ nằm trong giới hạn phần bài tập của chúng ta như này là rất là tốt rồi không cần phải lo lắng quá gì nhá. Và nhớ học bằng cách viết cho mình nhá. Được chưa nào? Hay và bài học hôm nay của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học số 4 nhá. Nara sama desu. Bye bye.